Ok các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ bước vào một bài học tiếp theo. Bài học của chúng ta có tiêu đề là người thợ viết sơn thông minh. Người thợ viết sơn thông minh nha các bạn. Đây là chúng ta sẽ có về một người thợ vẽ sơn thông minh. Thì câu chuyện của chúng ta là nói về về một người thợ. Thì có một quý bà nha các bạn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một quý bà. Rất là giàu, bà ta rất là giàu có nha các bạn. Bà ta rất là giàu có. Thì bà cảm thấy rất là tự hào về bản thân, về việc sưu tầm đồ cổ của mình. À, em muốn nói là có một quý bà rất là giàu có và thích sưu tầm đồ cổ và tự hào về điều đó. Thì thậm chí bà còn muốn sơn chiếc giường của bà giống y như màu của chiếc gỗ, của chiếc bình hoa cổ. Thì đã có một vài người thợ đến để pha chế, để tạo màu như màu của chiếc bình, nhưng vẫn chưa có ai có thể làm với bà có sở thích kỳ quặc kia hài lòng cả các bạn. Thì cuối cùng có một người thợ viết sơn đến. Ông rất tự tin các bạn. Ông rất tự tin ông rất là tự tin có thể sơn được màu sắc như yêu cầu của bà. Và cuối cùng các bạn biết gì không? Và bà ta rất là hài lòng về anh chàng này. Thế là anh chàng này bắt đầu nổi tiếng các bạn. Bỗng nhiên anh ta trở nên nổi tiếng luôn. Đấy. Thì nhiều năm sau thì anh chàng này cũng tuổi tác cũng đã lớn rồi. Thì trở thành một người lớn tuổi, trở thành người ông. Và truyền nghề cho người con trai của mình. Khi ông nghỉ hưu. Thì một ngày nọ các bạn. Thì người con trai nói với cha. Thì bà nói như thế này các bạn. Thì có chuyện á. Cha ơi, có một chuyện con phải hỏi cho tử tế. Có một chuyện mà con thắc mắc, con muốn hỏi cho rõ. Cha đã làm cách nào để sơn cái chiếc giường màu giống hợp với chiếc bình hoa thế hả? Đấy, đây là câu hỏi mà người con thắc mắc á, muốn hỏi người cha đã làm thế nào mà đã sơn được cái màu của chiếc bình nó giống cái màu của chiếc giường nó giống với chiếc bình. Thì người cha nhìn đứa con và cười rằng con à, cha đã sơn chiếc bình hoa cho giống màu chiếc giường đấy chứ. Ai, bạn hiểu không? Cha, để mình nhắc lại một lần nữa nha. Cha đã sơn màu chiếc bình hoa cho giống chiếc giường ấy chứ. Ô, có cái gì đó sai sai? Không sai đâu các bạn. Thật ra là người cha này đã sơn cái bình. Đã sơn cái bình giống với cái giường. Thay vì yêu cầu của người phụ nữ là sơn cái giường giống cái bình. Tức là họ rất là trân quý.
cái bình, màu sắc cái bình. Vậy người cha đã làm ngược lại. Vì thế mà người cha đã nổi tiếng vậy. Và câu chuyện như thế này đã rút ra được bài học như thế nào? Chính cái con đường mà nó dẫn đến cái ngõ cụt các bạn. Chính cái con đường mà nó dẫn đến cái ngõ cụt là điều mà không có ai muốn gặp phải. Trong quá trình giải quyết vấn đề đấy. Nhưng mà lúc mà gặp phải con đường bế tắc các bạn, khi mà chúng ta gặp phải cái con đường mà bế tắc á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu của mình này. Chúng ta sẽ sử dụng cái đầu của mình. Chúng ta sẽ suy nghĩ xem có những cách nào khác nữa không có thể giúp chúng ta vượt qua cái khó khăn này. Thì qua câu chuyện người thợ biết sơn thông minh thì muốn nói rằng khi chúng ta mà gặp chuyện bế tắc. Bế tắc các bạn. Bế tắc là hết đường đi á các bạn. Không có bế tắc. Thì chúng ta phải suy nghĩ các bạn, động não. Động não. Suy nghĩ. Chúng ta phải động não, chúng ta phải suy nghĩ, tìm hướng và tìm cái phương pháp. Phương pháp. Có phương pháp nào nữa không? Có phương pháp nào khác nữa không? Chúng ta sẽ có phương pháp nào khác nữa không? Đấy, đây là bài học của chúng ta. Người thợ biết sơn qua thông minh. Qua đây chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta quá bế tắc thì chúng ta phải suy nghĩ xem ngoài ra chúng ta còn có những cách nào khác để có thể giải quyết được cái vấn đề đó không. Tức là chúng ta phải động não nha các bạn đó. Như vậy thì bài học của chúng ta đến đây cũng đã hết rồi. Qua câu chuyện này thì chúng ta cũng học được những khi mà chúng ta gặp khó khăn hay bế tắc điều gì đó thì chúng ta phải động não và suy nghĩ nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.